Xin chào tất cả anh em. Các bạn đã từng gặp hiện tượng này chưa? Khi động cơ nổ lên thì nó xả rất nhiều nước ra cái đường không khí các khe, đấy chúng ta gọi là đường thở đó. Nổ van ki nó đã rớt như này rồi. Vậy nguyên nhân tại sao? Bởi vì là cái hình thức bên ngoài của cái động cơ này nó còn khá là khô ráo và sạch sẽ. Chính vì vậy khi mà xe được đưa về xưởng thì chủ xe yêu cầu là tháo kiểm tra thì mổ moi thôi, không tháo hết tất cả động cơ ra ngoài. Tại vì không muốn sử dụng những cái gioăng phớt mới bây giờ, bởi vì nó chất lượng nó không tốt bằng cái gioăng phớt theo máy. Theo ý kiến của chủ xe là như vậy. Do vậy là tôi bắt đầu tiến hành tháo mổ moi, tháo để kiểm tra xem là nguyên nhân của hiện tượng này là vì sao. Và công việc bắt đầu thì tôi mổ moi bằng cách là tháo cái phần trên là phần nắp máy ra và tháo phần các te bên dưới, sau đó để tháo piston ra vì nghi ngờ là bộ hơi có vấn đề. Có thể là xem măng đây, các bạn có thể nhìn thấy đây, khi tháo ra thì xe măng nó không bung ra được, nó bị kẹt trong rãnh quả đây. Và những cái khác thì sao? Đây, như cái này cũng vậy, tháo ra để kiểm tra. Piston thì cũng nhìn nó còn khá mới, nhưng mà xe măng thì có vẻ mòn rồi. Nhìn sơ sơ thì nó thấy nó có vẻ mòn rồi. Quả này nữa, quả này cũng bị kẹt xe măng số 2, cũng không bung lên được. Đó, quả này sao? Như vậy là cũng có hiện tượng kẹt xe măng. Còn xi lanh thì sao? Đây, xi lanh thì khi mà tháo piston ra và vệ sinh qua sơ bộ đi để vào kiểm tra thì thấy là nó cũng mòn rất là nhiều rồi. Giờ tay thì thấy nó thành ngấn lên đây. Và tiến hành lấy xe măng lắp vào để thử kiểm tra khe hở miệng xe măng. Các bạn có thể thấy là nó khe hở nó rất là rộng, mà đến hơn 2 ly. Cái này cũng vậy. Hai xe măng khí này, nói chung là xe măng cũng mòn và xi lanh cũng bị mòn nhiều rồi. Còn đây xe măng dầu đây, khi bởi vì xe măng dầu nó nằm bên dưới cùng nên là nó độ mòn nó ít hơn, nó có nhiều dầu bôi trơn nên khe hở nó nhỏ hơn. Như vậy là cái bộ hơi này không thể sử dụng được nữa rồi, và tôi tiến hành van xi lanh lên để thay thay cả bộ hơi, trong đó là có cả xi lanh. Và bộ hơi này nó là bộ hơi khô, do đó là khi mà tháo chúng ta cần phải van nó ra thì có thể nó lắp hơi chặt. Và hai nữa là xi lanh nó tương đối là mỏng, nó khó đóng lên được. Và cái điều quan trọng hơn là cái loại xi lanh khô này khi mà chúng ta tháo đã khó thì chúng ta lắp còn khó hơn. Xi lanh nó rất là mỏng, nếu mà chúng ta lắp mà không chuẩn có thể làm méo xi lanh, dập xi lanh rất là nguy hiểm. Rồi bắt đầu tiến hành ram được xi lanh lên xem là nó có dễ không. Có vẻ như là cái xi lanh này cũng lắp không chặt lắm, ram nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng không thấy nó nặng lắm. Đó, nó lên rất đẹp và chỉ cần van một chút ra sau đó có thể kéo lên được. Vậy là cũng đơn giản, không khó lắm.